Đây các bác này, úi rồi cái họa của nó, úi rồi. Phê chưa? Tròn xoáy. Xem con này, ô con này già rồi anh em ơi. Đây. Chân này. Già đinh rồi. Chân hồng rồi nè. Đến quát ở mầm luôn. Ok. Họa đẹp chưa? Nhà phân phối Cám Hiệp Đồng Nai, chuyên bán buôn bán lẻ chiết khấu cao. Thông tin liên hệ Facebook Lợi Chào Hào và Hệ Lợi số điện thoại 0969729686 và 0987729990. Hiệp Đồng Nai luôn luôn đồng hành cùng những chiến binh. Các anh nhá, đây vừa nãy có con líu ở đây này. Cho ngồi lên tự thôi. Có chim bốn đây về. Ôi con khuyên đầu quán kính ấy. Về 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 anh em ơi. Rồi 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 sang. Ui tách đẹp lắm, quát kinh không anh em. Quên để tách cái hoa 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 đẹp chưa. Họa đẹp luôn nè. Zoom gần lại. Chạy. Xong, úi dồi. Chọc cả hai bên. Vẫn bị lỗi anh em ạ. Đây các bác này, úi dồi cái họa của nó, úi dồi, phê chưa? Tròn xoáy. Xem con này, ô con này già rồi anh em ơi. Đây. Chân này. Già đinh rồi. Chân hồng rồi nè. Đến quát ở mầm luôn. Các bác nha, treo lại đúng vị trí cũ. Vừa vẫn thấy có con thấy quát đằng tít đằng xa kia. Đấy, nó về vậy. Một đôi về một cây to rồi. Đấy. Được à? Anh mới có con khuyên dốc. Con khuyên mới lấy của chậu. Về ra, về, 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 về. Kia đây rồi. Thằng cốm, thằng cốm này. Có về, có về, có về. Sang đi. Rồi, để, để. Đây. Dễ ăn đấy, ăn đấy, ăn rồi. Dễ ăn lắm. Là hàng đẳng cấp rồi. Sang. Xùa. Dễ ăn ác phết. Chè. Nó thì con nó trọng rồi. Bây giờ bên xưa rồi. Con gì? Màu á? Màu bên xưa. Nó khuyên rồi. Khuyên đi rồi. Là vẫn chờ gì nhỉ? Gần đây nhỉ?
Ghi cho anh em một cây hồng trường này, anh em chỉ được cố. Nhiều nay mà treo bẫy chả con nào dám đấu. Ngoài chả mua gấp gì nhỉ?